Sáng ngày 14 tháng 4, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác lễ tân hành chính năm 2022 cho các cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan đảng, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, truyền đạt hai chuyên đề về hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác lễ tân phục vụ các đoàn khách hội nghị, hướng dẫn một số kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đối ngoại và thực hiện văn hóa công sở. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản, hoạt động về nghiệp vụ giao tiếp, nâng cao kiến thức và kỹ năng lễ tân văn phòng, văn hóa, giao tiếp ứng xử, đối nội đối ngoại và lễ tân để vận dụng vào thực tiễn công tác, tham mưu tổ chức các hoạt động tiếp đón, làm việc với đối tác tại đơn vị theo đúng quy định về ngoại giao, góp phần cho hoạt động đối ngoại, lễ tân, văn hóa công sở trong các cơ quan đơn vị được chuyên nghiệp và chất lượng hơn.